xin chào tất cả các bạn đang quay lại kênh YouTube của mình. Ở video lần này thì mình sẽ có hai cái nội dung mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em. Đó là cái thứ nhất là giới thiệu sơ qua về những cái von này để cho các anh em mình nắm ha. Và cái nội dung thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em mình cái cách mà nó điều khiển ở trên xe như thế nào để cho tất cả các anh em mình chế ha, chế trên xe máy cày hoặc là chế ở những cái xe mà từ phanh thủy lực chuyển qua phanh khí nén để cho chúng ta có thể làm được ha. Thì những cái von này mình có bán này, các anh em mình cần thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100 hoặc là những cái bộ siêu phết để chúng ta sửa chữa những cái von này thì bên mình cũng có bán ha. Các anh em cần thì liên hệ bên mình ha. Nội dung đầu tiên thì một xe ô tô của chúng ta, cái hệ thống phanh khí nén thì nó sẽ có những cái bộ phận cơ bản để nó điều khiển được cái hệ thống phanh của chúng ta. Thứ nhất đó là cái tổng phanh. Tổng phanh, nhiệm vụ của tổng phanh là khi lái xe chúng ta đọc phanh thì cái bộ phận này nó sẽ điều khiển ha, và nó sẽ chia hơi đi xuống ha. Đấy, cái van này là van điều khiển phanh ha, van một tầng, hay là các anh em thường hay gọi là R12 ha. Đó, đây van này đó là van này và van này giống nhau nha. Còn một hệ thống nữa là hệ thống lốc kê, đó là cái tay kéo lốc kê ha, đây là tay kéo lốc kê. Và cái van này là van R14. Đây, giữa R12 và R14 nó khác nhau nha các anh em, này khác nhau đấy. Cái van R14 có cái van một chiều bên trong này để nó giảm áp suất cho cái van này đó. Thì công dụng của những cái van này hoặc là nguyên lý hoạt động của những cái van này thì trên cái kênh của mình á, mình cũng đã xây dựng hết rồi, mình cũng đã nói về toàn bộ cho tất cả các anh em mình biết được là nó như thế nào hết rồi ha. Bây giờ mình chỉ cần nói là cái bộ phận nào nó lắp, nó điều khiển cái bộ phận nào cho tất cả các anh em mình biết thôi ha, rồi để cho các anh em mình dễ chế độ. Thì trên xe của chúng ta nó có hai cái hệ thống. Thứ nhất là cái hệ thống điều khiển phanh, và cái thứ hai nữa là hệ thống điều khiển lốc kê ha. Lốc kê có nghĩa là như thế nào? Khi chúng ta kéo lốc kê thì xe chúng ta giống như là phanh đổ ở xe ô tô du lịch á, khi chúng ta kéo phanh tay thì ở lốc kê đó thì chúng ta, khi mà chúng ta kéo lốc kê thì nó sẽ có một cái hệ thống nó lốc kê lại đó, nó nhờ vào những cái bào lốc kê để nó làm việc ha. Và một cái hệ thống nữa là một hệ thống phanh, khi mà chúng ta dùng cái bàn đập trong phanh chúng ta tác dụng thì nó sẽ phanh xe chúng ta lại đó. Nó chia làm hai cái hệ thống riêng biệt như vậy, và mình cũng đang để cố tình hai cái nhóm này riêng biệt với nhau ha. Thì cái trên cái xe, ví dụ như xe 2 giò ha, xe 3 giò, ví dụ như cái xe DU kia kìa, cái này mình thấy không, ba chân á, xe 3 chân á, thì nó sẽ có một cái tổng phanh nó điều khiển cho cái hệ thống phanh chân của chúng ta, bao gồm hai cái con này luôn ha. Thì cái một con á là điều khiển cho hai cái bánh sau ha, một con á là điều khiển cho cái bánh lái của chúng ta. Ở khi các anh em mình ráp này là cái chân chân 1-2 này này, đấy, chân 1-2 và chân 2-2 này là chúng ta, ví dụ cái van này điều khiển cho bánh trước thì chúng ta nối cái tầng cái thằng này đi vào cái lỗ này ha, đó, gắn vào cái lỗ điều khiển này này đó, để cho điều khiển cái van này. Còn cái tầng thế này đó, cái tầng 21 này này, cái tầng 21 là cái lỗ này, nó sẽ nối xuống cái con dưới này để nó điều khiển cho cái hai cái bánh sau đó, là trên cái xe đầu kéo, trên xe đầu kéo chúng ta hoặc là xe 2 giò 3 giò gì đó thì nó sẽ có hai cái van một tầng như thế này, để hai cái van R12 này để nó điều khiển cho hệ thống phanh chân của chúng ta, kết hợp với phanh chân để nó điều khiển đó ha. Còn vì sao mà nó có hai cái van này, đó là nó sẽ lấy nhận hơi trực tiếp từ bình chứa thì áp suất hơi nó sẽ đi nhanh hơn ha, hiệu suất phanh nó sẽ tốt hơn ha. Đó, còn nó điều khiển riêng lẻ để cho tình trạng là chúng ta bị mất an toàn, khi mà một bình hơi mà chúng ta không có hơi thì cái bình hơi còn lại, cái hệ thống phanh còn lại, cái cầu còn lại nó sẽ có tác dụng là phanh cho xe chúng ta đảm bảo an toàn. Vì thế mà nó sẽ chia ra nhiều cái van này để cho xe hệ thống phanh chúng ta nó an toàn hơn. Còn bên này là cái hệ thống lốc kê, khi chúng ta đáo lốc kê thì chúng ta đáo vào con này ha, con này chúng ta, khi chúng ta mở lốc kê là khi cái đường này là đường số 1, là đường supply này, là đường ống từ bình chứa đi vào cái lỗ này ha. Còn cái đường ống này đường delivery này, đường này đường phân phối, khi các anh em mình lắp vào á thì chúng ta lắp vào cái lỗ này ha. Đấy, khi chúng ta cái đường này chúng ta gắn vào đây
Đó, khi chúng ta gắn vào đây rồi thì nó sẽ đi phân phối ra tất cả các bộ lốc kê đó, để nó điều khiển cái hệ thống lốc kê chúng ta làm việc đó. Nếu anh em nào trong quá trình mình chúng ta chế ha mà không có biết được cái sơ đồ hệ thống này thì các anh em hãy liên hệ với bên mình cũng có tư vấn cho tất cả các anh em, tư vấn hoàn toàn miễn phí mà không có tốn tiền gì hết ha, anh em cứ liên hệ. Và các anh em mình sẽ thấy video này mà hay hữu ích thì hãy chia sẻ giúp mình ha. Và các anh em mình cần phụ tùng vật tư của những cái van này thì hãy liên hệ với bên mình luôn ha, 0389898100, mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em trong cái lĩnh vực là chúng ta chế độ hệ thống phanh.